Dứt điểm, không vào. Những tình huống sóng gió liên tiếp về phía cầu thủ Đà Nẵng. Còn đây là tình huống sóng gió mà cầu thủ Đà Nẵng đã tạo ra về phía khung thành của Vietfootball. Những nỗ lực cứu thua của có một khoảng cách rất lớn giữa đội. Rất nguy hiểm. Cú sút của Nguyễn Trần Duy. Bóng không thực sự là hướng thẳng về phía khung thành của Đức Mạnh nhưng nó bất ngờ đập chân một đồng đội của Nguyễn Trần Duy. Chúng ta cùng xem lại. Bóng đập chân của Đức Trận và trở thành một tình huống dứt điểm nguy hiểm. Bóng từ từ đi qua Hà Văn Sơn. Chúng ta cùng xem lại. Và Thế Tiến, một trong số những gương mặt trẻ của Đà Nẵng, anh đã cực để theo đường truyền của Thế Tiến. Đường truyền của Tấn Tài, Giang, Sĩ Giang và Văn Chữ. Chúng ta cùng xem lại. Đây là tình huống mà Hoàng Phúc đã có một pha băng cắt bóng và tổ chức phản công tốt. Khá bất ngờ. Quá đáng tiếc. Tấn Pháp. Chúng ta đang được xem là cùng xem lại. Và qua người rất hay. Dứt điểm, không vào. Vẫn là một cái tên cực kỳ đáng chú ý trong đội hình của Vietfootball. Chúng ta cùng xem lại. Đây là lần thứ hai trong trận đấu này đội trưởng của Vietfootball có những pha. Đức Linh vào, không vào. Chúng ta cùng xem lại. Pha xử lý hay của Điền Sơn. Tình huống đi bóng và sau đó là cú gẩy bóng của Đức Linh. Bóng đã đập vào khoảng trống, không vào. Lần thứ hai cho các thủ Đà Nẵng. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp. Phước Hạnh rất nỗ lực, vẫn là Phước Hạnh. Trần Duy